Mọi người ơi, bông đây Trời ơi, bây giờ tình hình ở nhà bông là gặp nhau Ở trong nhà cũng phải đeo khẩu trang vậy nè mọi người Ngày hôm thứ năm thì bông mới đăng cái video nói về tình hình công ty xong Thì thứ sáu 3 giờ chiều á, người Việt tụi mình đã phải về nhà để chờ cái kết quả PCR của các bạn ở trong nhà Tại vì đã có kết quả dương tính, sau đó đến lượt tụi mình cũng đi test luôn á Cái khúc này là Ngày hôm nay người công ty đã mang đồ đến cho tụi mình, đồ ăn, đồ uống nè Rồi uh, mang cái đồ test nhanh tới Nhưng mà buổi chiều ngày hôm nay sau khi test nhanh xong thì cũng không đảm bảo Nên tụi mình đã đi làm xét nghiệm PCR luôn đó mọi người à <laughs> Đây là lần đầu tiên bông có cảm giác mà vừa lo mà vừa cảm thấy mắc cười, hài hước á mọi người Tại vì nó lộn xộn tùm lum tất là hết trơn Trời ơi công ty bông đáng yêu lắm mọi người à. Mang tới tận nhà Sợ tụi mình không ra ngoài được Mang cả đồ ăn tới cho nữa Dù nó ít nhưng mà cảm thấy rất là ấm lòng Cái khúc này là bông làm theo cái hướng dẫn nè Lần đầu tiên bông test cái cây nhang này luôn á Nhưng mà thật ra thì bông nghĩ là nó không có đúng lắm đâu mọi người à Tại vì bạn của bông bao nhiêu người á, Test hai ba lần đều âm tính Nhưng mà tới lúc đi PCR về á, Thì nó lại là dương tính đó mọi người Ơi cái đợi đợi cái này là khoảng 15 phút luôn á Không biết công ty của mọi người thì sao ha còn công ty bông thì toàn Đây quà của công ty cho nè Tại vì nghĩ là tụi mình sẽ không có ra ngoài được Trong thời gian này để mua đồ ăn á Cho nên công ty đã mua tới một số đồ cho tụi mình dự trữ Nói chung là không có nhiều Nhưng mà tụi mình cảm thấy rất là vui Tại vì được công ty quan tâm á Đủ bốn phần cho bốn bạn luôn nha Mì gói tùm lum hết Và có cả nước uống nữa ấy à, à. Cái que test nhanh thì nó không có vấn đề gì hết á Nhưng mà bây giờ thì bông cũng bắt đầu cảm thấy rên ran, ran họng rồi đó